Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong là quý vị khi mà có xem video, hãy ủng hộ cho kênh một lượt like, lượt đăng ký cũng như là để lại bình luận bên dưới video. Hãy cảm ơn tất cả quý vị. Hôm nay thì một ngày rất đặc biệt, đó là ngày 20 tháng 10, một ngày rất là đặc biệt của tất cả các cô các chị. Thì hãy cũng xin chúc cho tất cả các cô các chị cũng như toàn thể quý vị khán giả trên kênh luôn luôn được mạnh khỏe, luôn luôn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Thông tin hôm nay hãy muốn chia sẻ đó là một cái thông tin rất là vui quý vị, đó chính là ngày hôm qua thì hầu như khán giả ai chúng ta nếu mà truy cập vào kênh YouTube Hồ Văn Cường Official đó thì chúng ta đều thấy được là cái kênh của Cường có một cái sự tăng trưởng, đó là số lượng khán giả người đăng ký từ 149.000 đã tăng lên là 150.000 người đăng ký rồi quý vị. Thêm 1.000 khán giả mới, 1.000 người hâm mộ mới yêu thương và ủng hộ cái tiếng hát, giọng hát cũng như con người của ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường. Cho nên mới có sự tăng trưởng và đề xuất liên tục như vậy ha quý vị. Đó cũng là một cái thành tích vui. Mà chúng ta cũng thấy kênh của Cường lâu lâu mới đăng lên một video ha quý vị. Phải chi mà đều đều đặn ha quý vị. Thì nó giữ cho cái tương tác tốt hơn cũng như đề xuất thêm nhiều khán giả hơn nữa đó quý vị. Thì dù sao chúng ta cũng có một cái niềm vui bởi vì đó là cái sản phẩm của Cường cũng như là kênh YouTube của Cường đã có thêm lượt khán giả, thêm lượt người hâm mộ đến ủng hộ thì là một cái thông tin tốt hết quý vị. Ngày hôm qua Hải có thấy được một cái đoạn video rất là ngắn mà bên phía của FC Xanh Đọt Chuối của miền Bắc có chia sẻ đó quý vị, trong một cái lớp học của tất cả các bé đó, trong cái giờ giải lao đó quý vị. Thì một bé được cô hỏi là có yêu mến giọng hát của anh Cường hay không, thì cũng trả lời là rất là yêu, rồi có chúc gì cho anh Cường đó quý vị, và tạo những cái hành động rất là duyên dáng thả tim đó quý vị. Thì hãy có chụp lại cái hình ảnh trên màn hình mà khán giả mình đang xem đó, đó là cái bé gái xinh xinh đó quý vị, rất là yêu mến anh Cường và chúc cho anh Cường có nhiều sức khỏe. Và cái bài đăng của cô chia sẻ như thế này nè quý vị: Phan Nhí gửi lời chúc tới anh Cường, chúc cho anh được nhiều sức khỏe, học giỏi, hát hay. Giờ nghỉ giải lao được cô giáo cho nghe nhạc của anh Cường hát ca khúc Người Thầy anh Cường thể hiện ở lễ khai giảng Đại học Hoa Sen. Quá hay, quá xuất sắc, chúng em thích lắm. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Đoạn ngắn trong cái ca khúc Người Thầy mà hãy trích ra đó, đó là một trong những cái ca khúc mà phải nói là phù hợp riêng với chất giọng của Cường luôn, phải không quý vị? Khi mà nghe tới bài Người Thầy, hầu như phải nghĩ là khán giả sẽ liên tưởng đến tiếng hát của Hồ Văn Cường, bởi vì cái ca khúc này Cường thể hiện phải nói rất là hay và rất là cảm xúc đó quý vị. Hôm nay mình lại thấy một fan nhí nhí nữa đó quý vị, rất là dễ thương. Như vậy thì chỉ còn khoảng chừng 13 ngày nữa thôi nha quý vị, là tới cái sự kiện tại nhà hát thanh niên của thành phố Hồ Chí Minh, đêm nhạc của Hồ Văn Cường cũng như ca sĩ khách mời Nguyễn Kiều Oanh. Mong là khán giả mình cũng sẽ tranh thủ liên hệ để mà đặt vé nha quý vị. Hãy cũng cập nhật vé cho quý vị cùng biết luôn. Thì hiện tại đó, trên màn hình mà quý vị đang xem, đến cái thời điểm này khi mà Hải quay video cũng tầm khoảng 11 giờ trưa, và cái số lượng vé còn lại hả quý vị trên màn hình thì còn không nhiều quý vị, chỉ còn hơn 60 vé nữa thôi, thì chính xác là 66 vé nữa quý vị thì sẽ chính thức là show now. Nếu như tất cả khán giả mình mà ai đã sắp xếp được cái công việc của mình thì chúng ta cũng nên tranh thủ hết quý vị, bởi vì rất là nhanh, số lượng 66 vé này hãy tin là sẽ hết trong nay mai thôi quý vị. Và một cái điều rất đặc biệt nữa mà hãy muốn chia sẻ đến tất cả quý vị, đó chính là trên màn hình quý vị nhìn thấy một cái hình ảnh, đó là một cái hộp quà đó quý vị, hộp quà rất là đẹp. Và có gì đặc biệt quý vị nhìn thấy không? Trong cái hộp quà này ở phía bên trong thì chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh poster của đêm nhạc ngày 3 tháng 11 có hình ảnh của ca sĩ Hồ Văn Cường và ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh đó quý vị. Còn ở phía bìa ngoài của cái chiếc hộp cũng được tạo ra với một cái hình dáng và một cái hình ảnh phải nói rất chỉnh chu và rất là đẹp đó quý vị. Quý vị nhìn vào cái hình ảnh mà được in lên cả cái chiếc hộp để 2023 Hồ Văn Cường chúng mình cùng hát, thì nói tới đây chắc hẳn là quý khán giả mình cũng không còn gì xa lạ, đó là group cô Violet Đạt làm quản trị viên, cũng như đây là cái hộp quà, cũng như là tình cảm của tất cả các cô, các chị, các mẹ trong group dành một cái tình cảm yêu thương gửi gắm vào những cái phần quà được chỉnh chu chuẩn bị như thế này để dành tặng cho Cường trong cái sự kiện 3 tháng 11 tại nhà hát thanh niên.
có cả cái chữ ký của cô trên cái bìa hộp đó ha quý vị, Violet Art. Thì hãy chia sẻ luôn cái món quà này cô dành tặng cho Cường, đó là tổng cái số tiền 15 triệu đồng đó quý vị, được gói trong những cái bọc kiến kính rất là đẹp để mà để vào cái hộp quà này dành tặng cho Cường, và kèm theo đó là một cái tấm thiệp đó quý vị, màu xanh đột chuối với các dòng chữ như sau: các cô nhóm Hồ Văn Cường chúng mình cùng hát thương tặng con, chúc con luôn mạnh khỏe, may mắn và thành công trên đường đời, trong học vấn và trong niềm đam mê ca hát, các cô luôn bên con lớp. Mặc dù chỉ vài dòng chữ rất là ngắn gọn ha quý vị, nhưng mà nó chất chứa rất là nhiều cái tình cảm, cái sự yêu thương của tất cả các cô các chị trong nhóm, trong group Hồ Văn Cường chúng mình cùng hát nói riêng, và của rất nhiều khán giả và người hâm mộ nói chung. Thì ai cũng muốn dành những cái tình cảm, những cái sự yêu thương đặc biệt cho cậu Út Gò Công, ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường đó quý vị. Rất là ngưỡng mộ hả quý vị, tinh thần sự yêu mến của các cô trong group Hồ Văn Cường chúng mình cùng hát lúc nào cũng vậy, luôn dành những cái món quà cũng như những cái sự tỉ mỉ trong các cái món quà mà các cô đã chuẩn bị để dành tặng cho Cường hả quý vị. Rất là ngưỡng mộ các cô. Thì thông tin ngày hôm nay đó quý vị, hãy cũng chỉ cập nhật được bao nhiêu đây để mà chia sẻ cho tất cả quý vị chúng ta cùng được biết, để hòa cùng cái niềm vui với Cường. Kênh YouTube của Cường có thêm người đăng ký, rồi những cái phần quà được chỉnh chu, được tỉ mỉ mà các cô đã chuẩn bị để dành tặng cho Cường trong cái sự kiện tới, thay cho cái lời yêu thương đó quý vị. Thì hãy mong tất cả quý vị mình cũng dành cho Hải ít phút để hãy quảng cáo sản phẩm nha quý vị. Thì hiện tại Hải đang bán cái sản phẩm đó chính là nước cốt nhàu và cơm nhàu Hawasin, một trong những cái sản phẩm mà rất tốt và rất có lợi cho sức khỏe và được xuất khẩu sang bên Hàn Quốc nha quý vị. Thì sản phẩm nước cốt nhàu cũng như là cơm nhàu Hawasin này hoàn toàn là những cái thành phần hương liệu tự nhiên từ trái nhàu được chiết xuất ra, và bên cạnh đó thì có sự kết hợp với đông trùng hạ thảo cũng như là thảo xoắn, đó là những cái dược liệu, những cái thảo dược chính đó quý vị, và có một cái công dụng rất là đặc biệt, đó là hỗ trợ và điều trị các cái cơn đau xương khớp, đau mỏi tay chân, tê bì chân tay, ngồi xuống đứng lên bị chóng mặt, bị hoa mắt, đau mỏi vai gáy, đau mỏi cổ, mỏi lưng, đau các khớp khi mà giơ tay chân lên đó quý vị. Thì quý vị hãy liên hệ cho Hải qua cái số điện thoại Zalo trên màn hình 0977773645 để Hải sẽ tư vấn cụ thể quý vị dùng cái sản phẩm nước cốt nhàu cũng như là cẩm nhàu này để mà xua tan cũng như giảm đi tất cả những cái triệu chứng các cái cơn đau xương khớp dù đã bị lâu năm nha quý vị. Hiện tại đó thì rất là nhiều khán giả cũng như là khách hàng bị những cái triệu chứng trên mà Hải vừa kể đó, sau khi mà trải nghiệm qua cái sản phẩm nước cốt nhàu cũng như là cẩm nhàu Hawashi này á, thì đều để lại những cái phản hồi là các cái cơn đau đã giảm rõ rệt, thậm chí có khán giả là hầu là không có còn những cái cơn đau nhất, giơ tay chân lên nó không còn bị nhói bị mỏi ở các khớp nữa. Đó là sản phẩm trải nghiệm thực tế mà các cô các chị sau khi đã dùng qua sản phẩm nước cốt nhàu này đó quý vị. Thì cái cách dùng của nước cốt nhàu này nó cũng rất là đơn giản, chúng ta cứ lắc đều lên trước khi uống, và mỗi một ngày như vậy đó quý vị uống giùm Hải là 3 lần, buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, và mỗi một lần chúng ta uống đó là 50ml ha quý vị, sẽ giúp cho quý vị xua tan đi những cái cơn đau xương khớp. Một chai nước cốt nhàu và một chai cốm nhàu đó thì đều đồng giá là 350.000 đồng trên một sản phẩm. Mà nếu mua từ hai sản phẩm thì Hải sẽ miễn ship trên toàn quốc nha quý vị. Còn khách hàng nào mà ở hải ngoại, ở nước ngoài thì Hải vẫn có thể gửi ra tới nước ngoài cho tất cả quý vị. Chỉ mong là quý vị sẽ nhiệt tình ủng hộ cũng như là giới thiệu cho hàng xóm nè, cho bạn bè, cho người thân, những người nào bị những cái triệu chứng đau xương khớp, ủng hộ giúp cho Hải, giới thiệu giúp cho Hải thì Hải cảm ơn rất là nhiều ạ. Và cuối video Hải cũng rất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian xem video đến thời điểm này. Kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, gặp nhiều điều may mắn và thành công. Xin được dừng video tại đây, hẹn cả nhà ở một cái video sau. Chào tạm biệt cả nhà.